thuật siêu kinh điển, Barca phản công, Real kiểm soát bóng. Siêu kinh điển suốt một thập kỷ qua luôn có mẫu số chung là Barca cầm bóng nhiều hơn Real. Nhắm mắt cũng thể dễ dàng mường tượng ra hình ảnh các cầu thủ của Barca chuyền bóng tí tách, còn các cầu thủ của Real tấn công bằng những đợt lên bóng chớp nhoáng chỉ với vài chạm. Đơn giản, đó là đặc trưng của mỗi đội. Đối với Barca, kiểm soát bóng được luôn được xem là yếu tố sống còn trong mọi trận đấu. Và việc một cầu thủ mặc dù không trưởng thành từ La Masia nhưng biết chơi chuyền ban bật được xem là có tố chất của đội bóng xứ Catalan. Về phần của Real, lối chơi tấn công chớp nhoáng hình thành cùng sự xuất hiện của Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo nhằm đối phó với chính lối đá tiki-taka của đại kình địch. Bởi sự hiệu quả lẫn sự phù hợp với con người, cách chơi này được lưu truyền và cải tiến cho đến tận hôm nay. Nhìn chung, điều gì đã trở thành nền tảng và sẽ được duy trì lâu dài? Thống kê vẫn chỉ ra là Barca là đội có thời gian kiểm soát bóng cao nhất tại La Liga mùa giải 2019-2020 với tỷ lệ cầm bóng là 64,1%, sau đó mới đến Real Madrid với 58,5%. Song mỗi thời mỗi khác, Barca ngày nay không phải Barca của Pep Guardiola và Real hiện tại cũng không giống như Real của Mourinho. Thậm chí, hoàn toàn có thể xảy ra sự hoán chuyển mà 10 năm trước không ai nghĩ đến và không thể tin nổi. Đó là Barca tạo ra những đợt phản công sắc bén, còn Real có những thời điểm áp đảo gã khổng lồ xứ Catalan về thời gian kiểm soát bóng. Sở dĩ đề cập với câu chuyện có vẻ ngược đời như thế, trước hết phải nói đến hiện tượng. Tại vòng 17 La Liga diễn ra vào cuối tuần qua, Barca chỉ cầm bóng 46,7% trong trận hòa 2 đều với Real Sociedad và có nhiều thời điểm tỷ lệ cầm bóng chỉ còn vỏn vẹn 40%. Nếu như trước đây, việc Barca cầm bóng dưới 50% là chuyện hy hữu, xấp xỉ 70% là chuyện bình thường, thì vài năm trở lại đây, không ít lần đội bóng xứ Catalan cầm bóng ít hơn đối phương. Lý do là những bậc thầy kiểm soát bóng như Xavi hay Iniesta đã ra đi và Valverde không phải là mẫu chiến lược gia theo trường phái của Pep Guardiola. Nhà cầm quân này nhận không ít chỉ trích vì ngày càng đẩy Barca rời xa phong cách tiki-taka và có nhiều giai đoạn sử dụng sơ đồ 4-4-2 vốn để chơi trực diện còn nhiều hơn cả sơ đồ 4-3-3 truyền thống. Ở thời điểm hiện tại, ngay trước thềm siêu kinh điển, tình hình nhân sự tuyến giữa của Barca cũng khá khốn khó để có thể kiểm soát bóng áp đảo. De Jong đang hòa nhập tốt nhưng không phải mẫu ong thợ chuyền bóng như Xavi. Người giống Xavi nhất là Arthur thì đang phải dưỡng thương. Ngoài ra, Busquets cũng có dấu hiệu chậm chạp hơn trước đây, khiến việc luân chuyển bóng và pressing cũng trở nên trúc chắc. Hệ quả nhãn tiền là ở trận đấu trước với Real Sociedad, tuyến giữa của Barca liên tục vỡ vụn trước những đợt lên bóng vỗ mặt vào trung lộ của đối phương. Về phần Real, đội bóng hoàng gia lại có những con người có thể phát huy khả năng cầm bóng. Đó là trục bộ tứ tiền vệ trung tâm hình kim cương đang hình thành với Casemiro, Valverde, Cruz và Modric. Cả bốn tiền vệ này đều đang có phong độ cao và được Zidane trọng dụng. Đặc biệt là Valverde có thể xem như phát hiện của mùa giải này trong vai trò bốc tu bốc. Với quân số áp đảo ở trung tuyến như vậy, việc Real lấn lướt ở khâu kiểm soát bóng cũng là điều dễ hiểu. Đơn cử như trận gặp Valencia, Real cầm bóng tới 64%, tung ra tới 690 đường truyền với tỷ lệ chính xác là 91%. Đây là những thông số thường thấy ở Barca. Tuy nhiên, cũng như Barca, thời tiki-taka thoái trào, ở trận này Real tung ra tổng cộng 19 pha dứt điểm nhưng cũng may mắn có được một trận hòa một đều ở phút bù giờ với sự góp công của thủ thành Courtois. Thế nên, suy cho cùng, lối chơi nào, đấu pháp nào rồi cũng phụ thuộc vào con người. Báo Hà Lan, huấn luyện viên đáp ứng mong muốn của cổ động viên khi cho Văn Hậu vào sân. Ở cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ vòng 2 cúp quốc gia diễn ra vào rạng sáng 18 tháng 12, câu lạc bộ SC Heerenveen đã giành chiến thắng 2-0 trước Roda JC. Không chỉ hài lòng về kết quả trận đấu, các cổ động viên có mặt tại sân AB Lenca còn thể hiện tình cảm chào đón nồng nhiệt với màn ra mắt đầu tiên của Đoàn Văn Hậu. Khi trận đấu đến hồi kết, khán giả bắt đầu hô tên của Đoàn Văn Hậu. Cuối cùng, họ có được điều mình cần. Văn Hậu đã vào sân trong tiếng hò reo. Trang Leewarder Karen nhắc đến màn ra mắt của hậu vệ tuyển Việt Nam. Trang Fian Online, tờ báo thân SC Heerenveen lại viết: huấn luyện viên Janssen đáp ứng mong muốn của người hâm mộ khi cho Văn Hậu vào sân ở những phút cuối cùng. Với nhiều cổ động viên châu Á, đây chắc chắn sẽ là tin tức lớn khó bỏ qua. Khoảnh khắc mà Văn Hậu vào sân trước tiếng reo hò của cổ động viên chính là điểm nhấn trận đấu. Cứ mỗi lần chạm bóng, cậu ấy lại nhận được tràng vỗ tay của khán giả. Trang báo Hà Lan tiếp tục: khoảnh khắc chính thức ra sân thi đấu lần đầu của Đoàn Văn Hậu cũng được đông đảo báo chí Hà Lan chờ đợi. Ngay trong lần đầu, hàng loạt phóng viên Hà Lan thể hiện cảm xúc phấn khích khi đăng những dòng trạng thái khác nhau trên trang mạng xã hội cá nhân. Văn Hậu đã hoàn tất màn khởi động
và cuối cùng cũng được vào sân. Phóng viên Sander The VS viết trên trang mạng xã hội, gần như những cổ động viên trên khán đài hát vang nhịp điệu khúc gọi tên Văn Hậu lúc cuối trận. Tuy nhiên, cậu ấy phải nhận tấm thẻ vàng ở phút bù giờ. Cây viết Prolog The VS nhắc đến Văn Hậu trong bài viết trên trang Onrock Freeland. Văn Hậu quyết tâm giành suất đá chính ở Herenveen. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được ra sân trong một trận đấu chính thức và hứa sẽ tận dụng cơ hội trong thời gian tới để không làm phụ lòng người hâm mộ. Phát biểu sau lần đầu tiên được ra sân với câu lạc bộ SC Herenveen ở một trận đấu chính thức, Văn Hậu bày tỏ niềm hạnh phúc lớn này: "Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được ra sân." Tuyển thủ của các đội tuyển Việt Nam chia sẻ sau trận thắng của Herenveen trước Rodazisi với tỷ số 2-0 tại vòng 1/16 Cúp Quốc gia Hà Lan. "Lần đầu tiên được ra sân sẽ là động lực để tôi cố gắng luyện tập tốt hơn. Tôi phải nỗ lực để được thi đấu nhiều hơn." Văn Hậu bày tỏ quyết tâm. "Các đồng đội nói cổ động viên đang gọi tên tôi khi tôi đang ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi rất vui vì điều đó. Lúc chưa được ra sân, tôi có chút buồn, nhưng rất vui khi được vào sân." Cầu thủ sinh năm 99 cho biết. Trước sự trông đợi của khán giả không chỉ ở câu lạc bộ Herenveen mà còn người hâm mộ ở quê nhà, Văn Hậu hứa sẽ nỗ lực hết mình. "Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của mọi người." Như đã thông tin, Văn Hậu được đưa vào sân từ phút 89 để thay cho hậu vệ trái Floranus. Đây là lần đầu tiên nhà vô địch SEA Games 30 được đội bóng của Hà Lan sử dụng trong một trận đấu chính thức kể từ khi ký hợp đồng. Dù chỉ ra sân với thời gian ngắn ngủi, nhưng đây hứa hẹn sẽ là bước đệm để cho Văn Hậu được trao cơ hội nhiều hơn trong chặng đường sắp tới. Huấn luyện viên đội SC Herenveen mang tin vui cho Đoàn Văn Hậu. "Câu lạc bộ phải chờ đợi rất lâu mới có thể sử dụng Đoàn Văn Hậu. Tôi tin chắc tất cả mọi người hâm mộ đều nóng lòng muốn thấy cậu ấy trên sân. Văn Hậu là cầu thủ giỏi và câu lạc bộ sẽ còn cần đến cậu ấy nhiều nữa." Chiến lược gia người Hà Lan cho biết sau trận thắng 2-0 của đội nhà trước Rodazisi ở vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan diễn ra vào rạng sáng 18 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Sau nhiều tháng chờ đợi, Văn Hậu có trận ra mắt SC Herenveen. Anh góp mặt ở những phút cuối cùng của trận đấu để thay thế cho hậu vệ trái Floranus. Ngôi sao của tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm trong lần đầu tiên được trao cơ hội ở màu áo đội 1. Hậu vệ mang áo số 15 không ngần ngại thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút 90+2. Trước và sau khi Văn Hậu vào sân, cổ động viên của SC Herenveen trên khán đài liên tục hô vang tên cầu thủ này, bằng chứng cho thấy hậu vệ tuyển Việt Nam tạo được thiện cảm lớn trong lòng người hâm mộ. Nói thêm về trận đấu, huấn luyện viên Johnny Jansen hài lòng với chiến thắng. Ông nói: "Các cầu thủ của tôi đã tận dụng tốt những cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, tôi hơi tiếc vì đáng lẽ đội nhà có thể thắng đậm hơn." Tiền vệ Joe Verman của SC Herenveen cũng có chung những quan điểm với huấn luyện viên Johnny Jansen. Cầu thủ sinh năm 98 cũng thừa nhận rằng đội nhà đáng lẽ ra phải ghi được nhiều hơn 2 bàn. Tuy nhiên, Joe Verman nhấn mạnh chiến thắng cho đội chủ sân AB Lenca hoàn toàn là xứng đáng. Thank you.